Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Thì theo yêu cầu của các con mình á, thì hôm nay nhà mình lại tiếp tục ăn một món ăn rất là quen thuộc nha cả nhà. Đó chính là món gì thì càng mời cả nhà cùng về bếp thực hiện với mình nha. Let's go. Nhìn sơ qua là cả nhà có thể đoán được hôm nay nhà mình ăn món gì ha cả nhà. Đó chính là món bún nước lèo. Hồi sáng mình có mua bún nè, bánh cống nè, con cá dầu bè nha cả nhà, nấm nè, quyết nè, giá hẹ, rau sống và bắp chuối. Hôm qua mình bẻ được hai cái bắp chuối nè cả nhà. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp nấu món bún nước lèo với mình nha. Bún nước lèo á, thì hôm nay mình có mua hai loại mắm, một là mắm bò hóc, hai là mắm cá linh nha cả nhà. Mình sẽ trộn chung nha. Bây giờ mình đổ nước lại, mình trộn chung cái mình đi nấu sôi, đặng mình luộc lấy cái nước mắm nha cả nhà. Bây giờ mình bắt mình nấu sôi lên nha cả nhà. Nấu nước lèo thì không thể thiếu đó là sả dì ghiền nha cả nhà. Hồi sáng thì mình có bầm sả dì ghiền sẵn rồi, còn cái này mình sẽ đập dập sả, đặng mình bỏ vô cái nồi nước lèo riêng nữa đó cả nhà, nó thơm. Bây giờ mình đập ghiền luôn, lát mình bỏ vô một thể luôn. Sả mình đập dập rồi mình sẽ chấm luôn. Giống lại như này cả nhà, mình thả vô cái nồi nước lèo. Giờ em bắt cái nồi lên đặng lát mình nấu nước lèo nha cả nhà. Bây giờ mình cho ít dầu ăn vào đặng mình phi sả với ghiền á cả nhà. Giờ mình cho sả với ghiền vô phi cho nó thơm. Sả ghiền thơm mà, bây giờ mình sẽ chắc cái nước cốt mắm cho nha cả nhà. Hồi nãy mình có luộc qua rồi đó. Giờ mình chắc cái nồi đang nấu nước lèo. Mình tiếp tục cho gốc sả vô nè. Rồi ghiền hồi nãy mình đập dập á cả nhà, mình cho vô luôn. Rồi mắm mình sôi ù lên nha cả nhà, bây giờ mình sẽ cho nước vào. Nồi mắm mình sôi lên nha cả nhà, bây giờ mình cho cá vô. Cá chín này bây giờ mình sẽ vớt ra, đặng lát mình rửa xương nha cả nhà. Mình cũng đã rửa xương xong nha cả nhà, bây giờ mình cho vào nồi nước lèo. Kế đến thì mình sẽ cho nấm và quyết vào luôn nha cả nhà. Nước lèo mình bây giờ cũng đã chín nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ nêm thêm ít gia vị, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt nha cả nhà. Mình nêm dần lại thêm xíu muối nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ trộn rau nha cả nhà. Đây là bắp chuối nè, mình bào xong rồi nè. Và đây là giá. Đây là hẹ, mình sẽ cắt khúc ra nha. Ôi rau nhìn thấy thèm quá cả nhà. Mình cắt hẹ xong thì giờ tới rau sống nha cả nhà. Nó thơm. Giờ mình trộn lên. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Thì có một món ăn ăn không bao giờ biết ngán, đó chính là bún nước lèo. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục ăn bún nước lèo nha cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn bún nước lèo, bánh cống với nhà mình nha. Hồi sáng này mình mua được 30.000 bánh cống á cả nhà. Mình ăn với bún nước lèo rất là ngon. Thường thì người ta sẽ ăn với heo quay, chả giò. Còn mình thì nói chung là chả giò, heo quay mình đều thích hết. Nhưng mà hôm nay thì mình mua bánh cống nha cả nhà, mình ăn với bánh cống. Bây giờ mình cho ít bún vào nha cả nhà. Cho rau vào. Ủa rau ngon quá cả nhà ơi. Cho rau nhiều nhiều vô. Bây giờ mình sẽ chan nước lèo lên nha. Nước lèo của mình thì quá nhiều topping luôn. Có quyết này nè, có cá, có nấm nữa.
ngon quá cả nhà. Chưa ăn mà nuốt nước miếng ực ực luôn á. Bây giờ mình sẽ trộn đều tô bún lên nha cả nhà. Nó ngon. Cho thêm miếng chanh nữa. Ớt. Ớt này thì hôm nay mình sắc lát, mình không có bằm giấm ớt đó cả nhà. Nấu chín rồi, giờ là đói quýu hết trơn à. Không có là bằm giấm ớt. Bây giờ mình mời cả nhà ăn bún nước nè của mình nha. Xúc xắc. Bánh cấm, mời cả nhà bánh cấm nha. Bánh để giấc này hết giòn rồi, nó hơi mềm cả nhà. Hồi tháng mua thì nó rất là giòn. Về mình nấu bún nước nè nó cũng hơi lâu á, mình thử ra nó mềm. Nhưng mà nó vẫn ngon. Thơm quá nè. Cho nhiều nước lèo lên đúng không? Nhà mình là mê cái món này như núm luôn cả nhà, nói thật luôn á. Ăn suốt luôn. Vài ngày là nấu à. Mình nấu bún nước lẹo anh hả? Mình nấu với cá dù bẹ này nè, nó béo. Với lại cá thì dễ rỡ xương lắm thôi nha. Hôm qua đi vườn mình hái được hai cái bắp chuối, mình suy nghĩ hoài không biết làm gì ăn. Thôi tháng này mình nấu bún lẹo ăn. Dạ không ăn. Có muốn ăn. Hãy subscribe.
Ngon thiểu. Nhà mình hôm nay là cho bún nước lèo từ sáng chiều thôi đó nha. Nó một nồi nước lèo hết hồn luôn. Quá. Và đến đây mình cũng xin kết thúc video nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu mến món bún nước lèo của mình thì đừng quên cho mình một đăng ký, một nhấn chuông, một like nha. Và bây giờ bye bye.